xin chào tất cả quý vị và các bạn cô chú anh chị em đã quay trở lại với kênh trai đồng bằng tv trời đất quỷ thần thiên địa ơi tin nóng hổi tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe quý vị ơi trời ơi tờ này vợ chồng ông bảy thì bị sờ gái còn mẹ con nhà cám thì bị chủ nợ rượt chạy xúc quần trời ơi bởi vậy người ta nói không bà sáu lên cúng con vịt chi không không để đó mà đem về thấy có điềm chưa thấy có điềm chưa bà sáu à con vợ chồng ông bảy thấy có điềm chưa đi chữ dạo nói ta này kia kia nọ ha nói người ta thất đức rồi này kia ha đủ trò nè nói người ta sống ảo rồi tạo nghiệp rồi ha à tới lượt mình ha ngon lành cành đào chưa trời ơi nói thiệt với anh chị nha tôi biết rồi tôi biết trước cái sự việc nó xảy ra luôn tại tôi không nói à, mình để im im coi em thế nào em biết thế nào thì cái ngày này nó cũng sẽ là xảy ra à, rồi vé số online là chính thức là dẹp tiệm rồi nha anh chị chính thức là dẹp tiệm rồi trời ơi ta nói bởi vậy ngày xưa quả báo thì lâu ngày nay quả báo một giây nhẫn tiền đó thấy liền à đó chửi người ta đi bán vé số để trải nghiệm cảm giác lụm bạc cắt hả à, bữa nay là khỏi lụm luôn nha tại à, vì ngày ta bán 300 thì cũng được là 300 trăm ngàn phải không kỳ này xong đứt nọc thêm à, thím bảy mới thông báo trời ơi cập nhật tình hình không có cho bán vé số online mà em lỡ lấy 300 trăm vé số trời ơi bán ai mua anh chị ơi làm ơn vô mấy single mua giùm em nhé trời ơi toan rồi trời ơi em dày gầy yếu dày ngoại à, lộn em đẹp vậy ha à, em là quý phi mà sao em đi giăng nắng em bán vé số được ừ, khổ quá Cứu giúp em à, cho bỏ tật nha thì nói chung là cái uh, quy định á về cái chuyện mà vé uh, số mà trên internet á thì pháp luật hiện hành là uh, không quy định là cho cho phép bán vé số ở trên internet à, phép lên hành là không có quy định cho phép nha không có quy định cho phép nè tại vì à, có thể là khi mà mua trên internet này nó là mua với hậu cái việc một số tổ chức cá nhân kinh doanh à, sổ số qua internet là trái quy định của pháp luật do các đơn vị này không được cấp phép kinh doanh sổ số phương thức phân phối vé không đúng với quy định à, thì à, do đó là thím bảy đã đăng thông báo là kế cập nhật thông tin là không bán giá số online đó, nếu mà tiếp tục là sẽ dính uh, và vi phạm là sẽ bị sờ gái ngay đó đáng cái đời đáng cái đời nó thiệt chứ trời tôi nói cái, cái gánh hát 67 mà nó gặp cái chuyện gì sao tôi vui gì đâu không phải là mình thấy người ta bị vậy là mình mình vui mà tại vì chính họ tạo ra cái nghiệp để hôm nay là họ bị như vậy tôi thấy tôi thấy tôi, tôi vừa là đã cái nư tôi gì đâu vậy trời trời ơi tôi tôi thèm tôi thấy cái cảm giác mà uh, cái lúc mà đó cái lúc mà không có được vé số online nó cái mặt bà bảy giờ mấy nó sệ xuống sụ xuống xa trời trời ơi buồn không buồn không chú xin bảy buồn thì buồn phải chịu thôi chứ giờ làm sao giờ nữa uh, buồn làm chi em ơi bây giờ nè tôi nói nè giờ ông bảy thì đi không nổi rồi đúng không à, bệnh rồi thì đâu có làm gì được thì cho ông bảy ra chân nắng bán mẹ đi ngày 300 chứ gì đâu à, nếu mà nó thật sẽ bán được vậy người ta nhà online ta bán hết rồi đúng không tại vì mình im mình không nói để cho ông bả làm coi tới ngày hôm nay coi được cái gì kinh doanh này chưa được hai ba ngày bây giờ sập rồi sắp tím liền trời ơi ta nói cho bỏ cái tật bỏ cái thối à, chưa đổ ông nghè đã đe hàng tổng chưa được gì mà nó bắt đầu khoe khoang khoác lát đồ chi cho khổ cái tấm thân vậy đó đã cái nư tu ghê đó chưa đâu tới bà sáu với con bà sáu nữa kìa nói sao tối ngày đi tạo nghiệp làm chi ha bởi vậy ê tao nói à, bà sáu với con gái của bà sáu trời ơi con bánh tét tao nói nó, nó nó đem lên nó tế mà không còn cái gì không có tàu ghe nào mà chở nổi nó đòi tiền nó đòi nợ thiếu nợ nó còn chi mà không trả vậy trời đi trời nghĩ nghĩ sao mà mình đi mượn nợ mà mình không trả cho người ta cái quy tín mình để đâu mình thí dụ như mình có nhờ vả người ta hay là có thuê có mướn người ta làm cái gì thì cũng phải là mình phải trả tiền trả bạc cho người ta đàng hoàng tử tế đúng không chứ đâu có sống theo cái kiểu mà ăn quịch ăn giựt như vậy được đó là tôi không chấp nhận mẹ con nhà cám mà có thiếu nợ ai thì phải trả mới được có đạo đức được chứ mình mình phải sạch sẽ mình đạo đức như vậy mình mới nói người ta được chứ mà mình không có có có, có sạch sẽ mình không có đạo đức mà mình nói người ta là người ta cười trời ô nó lên like nó té nó chửi mà rồi không biết là thằng rể của mẹ con nhà cám có thấy không Trời ơi nếu mà nó thấy thì không biết làm sao ha Thôi đi về quê bán đất trả nợ dùm người ta đi trời Chứ làm sao mà kỳ cục vậy Gặp tôi ha Tôi gặp tôi tôi, 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 tôi lôi hết đem về quê hết Cài mượn cài ruộng Cuốc đất trồng rau nuôi vịt nuôi gà rồi sống trên miệt thị tôi tôi không chịu Người ta chửi tôi là tôi không chịu à, Đem về quê ở hết Kệ nó có mắm ăn mắm có muối ăn muối em ơi Giờ bà không chịu cho bà vô vị chứ lão tôi đưa vợ con tôi về chứ tôi không sống được cảnh này người ta nói nói xấu tôi nó tới nó lui tôi tôi chịu không nổi à, vậy mới là lẽ phải trời ơi nó em đen để bà già vợ nó với uh, vợ của nó trời nghĩ sao mà tối rồi hai vợ chồng nằm uh, với nhau mà vợ mày bị chửi mày có buồn không hả à. trời ơi nó tế nó, nó chửi của những cái từ mà nặng nề nặng rất nặng nề nó còn tuyên bố ha à, con già với con trẻ tụi bay mà không trả tiền cho tao trả đủ trả không thiếu nghe đâu là có ngàn rưỡi hay già không biết nhiêu không biết nghe nói vậy mày ca ở đâu hả mày mà đi bơ qua bên đây ca ha tao mua vé tao đi tới chỗ đó ha tao lột đồ mày đó tao điếm lâm mày trời ơi a di đà phật quá trời đất thật sự không chửi bánh tát, chửi mấy cái câu nặng nề nặng. nói chung là nhiều anh chị thì nghe sướng lỗ tai nhưng mà em thấy nặng nề thấy thấy tội thì sao ờ, tại vì nói chung là mình cũng có người với người nha mà mình nghe uh, cái giá trị của hai mẹ con bây giờ nó, nó, nó thấp kém quá để tới cái mức là đồng minh người mà từng binh vào cái mình mà nó nói nặng nó nhẹ mình mà sử dụng những cái từ mà coi như là thấp kém như vậy à, thì mình cũng thấy thương cảm dùm ha, bởi vậy bởi vậy Thể mình sống tốt bởi vậy tối ngày là là đi ăn hiếp người ở trong nhà không đi ăn hiếp người ở trong nhà không mà người ngoài nó chửi không dám ho một tiếng trời ơi ta nói cũng không có ai mà nó tệ như là, là là, con của nhà cám hết trơn trời ơi, con của bà gì ghẻ trời ơi con của bà cô chứ bà cô ghẻ <laughs> con của bà cô ghẻ trời ơi ta nói nó làm mà nó để cho mẹ nó bị người ta nói nặng nói nhẹ vậy mà nó vẫn trơ trơ người ta nói là nó nó đăng hình lên là nó cười nhếch mép làm thơ gì đó xương trắng miền quê nội gì đó nó làm thơ tá lả binh nó đăng lên trời ơi là trời khoe nó mới 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 tiêu diệt con con ve rồi xong là nó nó lên nó que cái da mặt đẹp phải không <laughs> chết danh rồi em ơi không, không, không thay đổi được à. trời ơi ta nói giỏi đi ăn hiếp người trong nhà không đó con kia nó nói đó nó nó thấy mấy đứa trong nhà ai cũng sợ hết trơn ăn hiếp người ngoài người ta nói không dám hò không dám hó hé một tiếng nào chứ đó rồi sao hôm qua rồi đi chia sẻ bài người ta bị chê hát dở rồi vui vẻ không vui dữ chưa à, rồi hôm nay thấy nghiệp quả tới liền không thì nói thiệt với anh chị như thế này ai chê ai khen thì đó là quyền của họ mình không nói nhưng mà thấy thì sao mà ngộ lắm như gì là có những cái gì mà xấu ảnh hưởng tới con gái ông năm là họ thích họ chia sẻ lên hoài vậy phải không kể cả là cái 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 những cái lời nói của là cái bộ ba tâm tay mà họ còn đem về họ nói mà trời ơi, họ nói nói anh này nó đúng tại vì mọi người biết sao Hôm qua thì em có nghe được là một cái đoạn cắt ra từ cái bộ ba tâm tay thì nói chung là họ cũng nghĩ rồi Không có, không, không nghĩ nha Họ cũng có chen chen vô thì Có cái anh anh Lùng á, anh ảnh nói rằng là Đấy Đẩy người ta vào đường cùng dữ vậy Gì cũng phải chừa cho người ta con đường sống chứ làm gì mà Dồn ép đẩy người ta vô Tới tôi mà nó còn làm vậy mà những người trong nhà thì làm sao mà nó tha được à, Thì hôm bữa là anh, anh này anh cũng có khuyên là À, được này kia cái nọ rồi cũng mua nhà rồi cho bà sáu đó thể hiện duy nguyện rồi này kia nọ đó ừ. rồi đem về họ chia sẻ họ nói anh này nó đúng tại hôm bữa là anh này cũng đã bị là tụi nó tẩy não một phần rồi nó đem vô nó nói là ừ anh bị tụi nó vậy là cũng không gì đâu này kia đó à, chính những người thân còn bị mà nói chứ anh này kìa đó làm tham tử này cũng là muốn về phe của của tụi kia rồi đó ta nói bữa nay là bà sáu với ông bảy ai mặt mày nào nấy cũng bí sĩ xụ xuống hết trơn hết trọi á, à, không biết nói năng gì trời trời ơi, giờ mặt buồn thấy cũng tội. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ chứ, giờ biết làm sao giờ. Rồi còn thêm một cái vấn đề này nữa, ngày hôm qua là sạc răng. À, sạc răng lên lên binh, lên binh người yêu nghe chưa? Là cái vụ mà năm căn nhà với ngàn lương vàng đó cái cha chặt răng là cha đăng lên cha phủ nhận, à, phủ nhận Cha nói là ngàn lượng vàng với năm căn nhà ở đâu ra, là không có, không phải nói là ba căn nhà vẫn còn đó là một miếng số 5 một miếng thủ đức, một miếng là tri kỷ, uh, tri kỷ thạch, thạch xanh đang ở nói sự thật đi ở lại chọt nữa, à, nghĩa là phủ nhận cái chuyện năm căn nhà với một ngàn lượng vàng thì nói chung cái chuyện này cũng đã qua rồi Và cái người mất thì cũng mất rồi Mà không có ai nói chứng Nhưng mà Chúng ta thấy một cái điều như thế này <laughs> Nếu như mà họ nói là Những cái lời nói của ông Năm Là nói vui, nói đùa Thì để nói về cái duy nguyện Thì họ Cũng nên nghĩ đó là một cái lời nói đùa Một cái lời nói vui Ha chứ cái gì mà có lợi cho họ thì họ nói rằng nó thật còn cái gì mà có hại cho họ thì họ nói là nó vui nó giỡn thì nó, nó không được ha cái nào nó cũng phải vậy cái lời nói mà đúng không thì nó cũng trong một cái hoàn cảnh y như nhau lúc mà ông nói thì lúc ông năm nói năm ngàn vàng thì nói sỉnh đi ừ nói sai đi đang đang nhậu sai còn lúc mà đang nói cái vụ duyên nguyện thì ông cũng sai ông sỉnh <laughs> À, chỉ có cái vụ xe hơi là như là ổng còn tỉnh thì mới tỉnh không biết nhưng mà những cái lời nói nào mà eh, có lợi thì họ nói là à đó 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 là như miệng đó đó là những cái cái, cái, cái tâm nguyện của ổng còn ổng mà nói ảnh hưởng là ông đầu là ôi ổng sai rồi tỉnh rồi vì à, vì ông năm trời gì đó ông năm trời thần vậy đó hả à, thì à, để mà nói về cái vụ mà di nguyện á thì tại vì họ đem ra họ nói là ở ờ, nếu mà thật sự có hại cho chúng tôi thì tại sao chúng tôi lại đăng này cái cái chi nọ đúng không thì thật chắc ra là những cái con người này thì họ vô tư để họ cứ đinh trong đầu là chắc ăn là của tao rồi không đường nào vô chạy đâu Không đường nào mà chạy được cho nên họ đăng thoải mái họ chưa nghĩ tới là cái kết quả sau này lúc trước đầu là không cái vô tư ra đây nè cây này là vườn cây nhà tôi nè đó đây của tôi đây này trái lụ nè này trái cam nè này trái quýt nè nè từ này từng viên gạch đó là của tôi hết đó nghe không <laughs> nhưng mà cuối cùng trời không cho đó cay lắm chứ đó. nó nghĩ là cái đó vui sao nó đăng lên không? nguyễn nó cũng nó chung đăng đằng hết đó nhưng mà cuối cùng chính cái đó lại hại nó đó chứ nguyễn ông nói có một lần mà cái chuyện mà năm căn nhà ngàn đơn giản với biệt thự là ông nói hoài đi đâu ông cũng nói gặp bạn bè người thân nào ông cũng nói ông cũng kể ông cũng nhắc thì nếu như mấy anh chị nói cái chuyện mà ông năm nói là không có thì chẳng khác nào là ông năm là, là anh lớn mình lại đi đổ quan cho những em út lại đi gieo tiếng quan ức cho những em út đúng không nếu nói vậy thì dám lên mộ ông năm thề không nếu mà nó không có thì dám lên mộ ông năm thầy đọc hay không? Trời ơi. Má Tư mới mới nói đó, không có lo cho ông năm được một viên thuốc. Không có lo bệnh bạn Nếu mà nói dám lên mộ thầy đọc không? không? dám thề không? Trời ơi. Chứ tôi thấy là không dám thề, tôi thấy ông năm vừa năm xuống là mẹ con đứa nào nó nấy có cái dòng trừ tà ra rồi hết Tâm mình á, là có ma thì mới sợ mới đeo vòng chứ tâm mình có Phật làm gì mình phải sợ. Hả? làm gì mình phải sợ hả chỉ có mình hết thời rồi mình mình mới gặp thôi chứ mà mình còn thời tâm mình trong sáng thì làm gì mình phải sợ hả? người ta người ta khuất rồi mà mình làm gì mình phải sợ dữ vậy chỉ có như mình làm những cái chuyện mà mà ám mình phải sợ thôi. mình quan minh chính đại mình cần gì phải trừ tà tà nào mà vô tôi nổi không có tà nào mà vô nổi chứ nó thiệt tôi đi năm đồng bảy đổi tôi đi vô gò vô vô lùm vô mã tôi đi nghĩa địa tôi đi gùm lùm lá, tôi cũng sợ gì tâm mình trong sáng tâm mình đâu có xấu mình phải sợ còn cái người thân của mình mà mắc gì mình phải sợ mình phải đeo tự tà hả đeo vậy anh chê vậy không linh đâu không linh đâu bị ám đen á tôi giờ mà ấn đường ai cũng đen hết chứ Đấy không tay quả ập tới liền trời ơi, lo mà À, lo mà đi trả tiền trong bánh tác đó. nó tuyên bố rồi đó một ngày là ba clip nó tới đó thì lo đó mình có có môn mà chịu nổi hay không mà sao ngộ nghe ai ai chửi nó cũng trả lời mà chỉ không bánh tác chửi là nó im hơi lặng không dám hó he tiếng nào mặc dù nó tức lắm chửi trong lòng chứ chửi đó chúng phải không chửi nó bây giờ cũng, cũng hết cách rồi à, hết cách rồi ta nói hôm nay à, mẹ con bà sáu với vợ chồng bảy chắc phải cúng cơm cúng cơm chay nữa rồi qua hô trợ lý liền ngay gấp mua bia mua thuốc đồ qua các em Đó, tổ chức rồi cúng đồ nhảy đồ đặng sinh xong sinh keo đồ đi coi, coi là coi là ổng có có việc cho qua cái chuyến này không chứ không thôi là căng lắm nha còn à, con của ông năm thì bây giờ đi sang chỗ khác hát nữa rồi kệ ai chơi hát dở cũng quan trọng miễn sao người ta đi hát hoài là được còn hát hay hát hay mà nằm ở nhà hoài ha, bị đồi nợ suốt thì thôi <laughs> cái đó tôi không cũng, cũng thích không ham à tôi ham hát dở mà nhiều xô nhiều người ta thương ha còn hát hay không hay thương hết cũng vậy rồi thì nói chung buổi sáng ngày hôm nay chia sẻ đến đây thôi nha anh chị Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi đồng bằng cũng xin tạm dừng chúc anh chị có một ngày mới là tràn đầy năng lượng xin chào và hẹn gặp lại quý vị à cuối video thì em xin phép quảng cáo một số những sản phẩm trên kênh À, em đang bán đây, kính à, thưa quý vị thì trên tay em đây là tôm khô, à, thì con tôm khô này à, được phơi khô à, từ con tép bạc sông, một trăm phần trăm thiên nhiên, không chất bảo quản, không chất tạo màu và con tôm khô này thì quý vị có thể ăn sống, à, ăn sống được cho anh chị, không có mặn, rất ngon, cũng như là mình nấu canh rồi mình kho với thịt, rồi mình à, kẹp với củ kiệu ăn rất là ngon. thì à, một ký như thế này À, là một triệu tám à, thì trên tay em đây là một bịch nửa ký nha anh chị thì à, em bao ship toàn quốc cho anh chị luôn à, và tiếp theo thì à, đây à, sản phẩm thứ hai à, đó là lạp xưởng à, lạp xưởng này là lập xưởng ngon lắm nha anh chị à, thì à, một bịch như vậy là nửa ký à, một ký là hai trăm rưỡi mọi người cứ mua dạng thử à, không ngon không lấy tiền nha đó à, tiếp theo nữa đây à, cuối cùng đây là cái chai nước cốt nhào nước cốt nhào ủ đường trị đau lưng nhức mỏi đau xương khớp à, đau thần kinh tọa tê bì chân tay thì nước cốt nhào này là à, trái nhào chính của mình à, mình ủ với là đường phèn à, nguyên chất 100% phần trăm nha anh chị đó thì một chai như thế này là 300 trăm ngàn à, bao ship toàn quốc thì quý vị có nhu cầu liên hệ số điện thoại trên màn hình